Gửi anh tới mẫu xe Toyota Fortuner mới về bên em, bản TZD Sport Tivo. Thì phiên bản này là máy xăng và số tự động. Em gửi anh ngoại thất cũng như nội thất của chiếc xe. Phía trước là cụm đèn, cũng được trang bị đèn bi và đèn chiếu sáng. Đây đèn dưới đây là đèn chiếu sương mù và dưới còn được nắp một dải đèn LED. Phần ca năng rất là mới đấy ạ. Ca năng rất mới. Nước sơn thì về bên em mới chỉ dọn dẹp rửa qua và đánh bóng. Xe rất là mới. Xe cũng được trang bị gương kính được chỉnh điện. Gương được kết hợp với báo rẽ, tay nắm cửa mạ chrome, giá lóc thể thao bên trên cỡ lớn, ốp bậc chân lên xuống này ạ, được dán lớp tem TZD Sport. Lốp rất là dày anh nhá. Lốp rất là dày. Lốp đã thay năm 2020, cuối năm 2020. Đây. Đuôi vây cá phía sau và xe được trang bị đèn phanh trên cao, cụm đèn phía sau đây ạ. Tem TZD Sport Tivo bản V anh nhá. Xe cũng có camera lùi và cảm biến sau. Hàng ghế sau và cốp sau rất là rộng. Sau 5 tháng thì chiếc xe có chút nhăn nhưng mà hàng ghế sau rất là mới. Nguyên bản ghế theo xe nha anh. Trần xe, trần đây ạ. Ốp trần 5D, cửa gió mát đến từng chỗ ngồi. Cốp phía sau rất là rộng anh nhá. Hàng ghế sau có thể gập 50-50. Vâng, đây ghế lái thì đã được chỉnh điện, gương kính chỉnh điện, táp bi cửa có vân gỗ đấy ạ, vô lăng được có những đường vân gỗ và pha da đấy ạ, bọc da. Đây những nút chỉnh gương kính. Xe cá nhân một chủ từ đầu anh nhá, biển thành phố, điều hòa auto, một dàn lạnh và màn hình DVD kết nối USB, Bluetooth. Xe được trang bị phụ kiện camera hành trình này ạ. Và cũng được trang bị trần và nót trải thảm. Động cơ khoang máy rất là mới, em sẽ mở gửi cho anh. Vâng, em xin gửi tới anh. Động cơ về nguyên bản ốc đinh tán bu lông hầu như là còn nguyên anh nhá. Két nước hay rằng trước thì chưa bị đụng một tí gì. Em có cam kết văn bản giấy tờ cho anh. Em mời anh qua xem xe tại địa chỉ đối diện bến xe Mỹ Đình. Số điện thoại của em là 0977 500 055. Em xin mời anh qua bên em để xem xe cũng như chạy thử xe. Và giá cả thì bên em đang bán với giá là 699 triệu. Giá vẫn còn thương lượng được anh nhé. Anh thiện chí qua thì em sẽ giảm giá cho anh được mức giá phù hợp nhất. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại anh.